Châu Kiệt Luân chúc mừng ngày 8 tháng 3 bằng ảnh gia đình, cả nhà nắm tay nhau đầy ấm áp. Châu Kiệt Luân đã đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ nắm tay nhau bên bờ biển cực ấm áp và rất yêu để gửi lời nhắn chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3. Ngày 8 tháng 3 chính là ngày quốc tế phụ nữ. Vào ngày hôm đó, Châu Kiệt Luân đã đăng ảnh đại gia đình bốn người lên Instagram với nội dung chúc mọi người ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha. Sao nghe ngày lễ phụ nữ 38 từ 38 san 3. Được nhiều người sử dụng như một từ lóng mang nghĩa không hay thấy kỳ quá nè. Phải là ngày 8 tháng 3, ngoài ra Nam Vương còn đính kèm tên của vợ yêu mình, để gửi lời chúc mừng đến cô. Xem thêm, địch lệ nhiệt ba tiết lộ không chủ động, và tự tin trong cuộc sống, sợ người khác không thích mình. Trong ảnh có thể thấy cả gia đình bốn người nắm tay nhau tản bộ trên bãi cát. Vàng, cư dân mạng khi nhìn, vào khung cảnh này không thể không thốt lên, đây là hình ảnh gia đình hạnh phúc và ấm áp. Tuy chỉ có bóng lưng của bốn người họ trên bãi cát vắng người. Nhưng quả nắm chặt tay thật sự đã mang cho người nhìn cảm giác rất dễ thương và thêm thích gia đình của Nam Vương, côn lăng và cô con gái có cùng một phong cách khi cùng nhau búi tóc cao đơn giản và mặc váy ngắn họa tiết. Hathaway hiện đã được 4 tuổi và cô bé đã đứng đến eo của mẹ. Nhìn từ phía sau, hai mẹ con họ nhìn như hai chị em vậy. Xem thêm, nhiệt huyết đồng hành với thân thủ lợi hại, hoàng tử thao nhận được nhiều lời khen ngợi vì các cảnh phim đánh nhau. Hôm đó 8 phần 3, Côn Lăng cũng đăng tải một tấm ảnh chụp cùng cô con gái Hathaway, không ngờ Côn Lăng nhìn gầy như vậy, nhưng lại có thể dễ dàng bế cao bé con nhà mình qua hơn đầu. Không thể không nói những người mẹ thực sự có sức mạnh phi thường. Bạn thấy thế nào về điều này? Hãy bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại